Thưa quý vị, sau thời gian dài nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, bà con nông dân trên địa bàn huyện Hòa Vang đã và đang xuống đồng để chăm sóc lúa, phòng trừ dịch hại trên cây trồng trong những ngày đầu xuân. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV tại thôn Quái Giáng 1, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang. Cánh đồng trước nhà văn hóa thôn Quái Giáng 1, xã Hòa Phước. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày qua, Ban Nhân dân thôn đã vận động bà con nông dân ra quân sản xuất, đặc biệt là chăm sóc lúa để đảm bảo năng suất cuối vụ đông xuân này. Vụ đông xuân này, thôn Quái Giáng 1 nói riêng và xã Hòa Phước nói chung triển khai trồng phần lớn là các giống lúa trồng ngắn ngày theo khuyến nghị của ngành nông nghiệp thành phố. Đây là những giống lúa có năng suất ổn định, sức chống chịu với dịch hại tốt, đặc biệt là khi thời tiết đầu xuân vẫn còn rét lạnh kéo dài như hiện nay. Lúa giờ trừ họ đang sợ đang giảm là do là nước không lúc vậy, là một số nhờ họ đang giảm là mùng bốn rồi đâu quân rồi à. Còn cái nhờ nói là lúa đẹp thì họ đi bón phân thôi, thì trong vòng cái tuần cỡ mùng năm mùng sáu thì bắt đầu họ đi giải phân giải đồ đó, giờ nuôi dưỡng cái lúa phát triển, cho nên cánh đồng hôm nay là năm nay là nó phát triển rất đẹp à, cây lúa nở cành tre ra rất dễ thương luôn. Vụ đông xuân năm 2023 thì Ủy ban xã tiếp tục triển khai các cái giống lúa có cho năng suất và chất lượng cao. Thì trong đó là duy trì cái diện tích lúa hữu cơ của xã và đồng thời là tiếp tục thực hiện chương trình lúa hữu cơ mạ khai mấy cái 3 ha tại cánh đồng Trà Kiểm. Và đồng lúa năm nay thì 100% là các hộ dân là sử dụng giống trung ngắn ngày theo cái chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phố Đà Nẵng. Trước, trong và sau Tết, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Phước đều tổ chức các đoàn phối hợp giữa các phòng chức năng địa phương với Chi cục Nông nghiệp thành phố hay Trung tâm Khuyến ngư Nông lâm để kiểm tra, theo dõi tình hình sinh trưởng của cây trồng, hướng dẫn bà con nông dân cách chăm sóc và bảo vệ lúa, các loại rau màu, đồng thời hỗ trợ vật tư nông nghiệp, phân bón và giống nếu cần thiết. Trên cơ sở là Chi cục Nông nghiệp là có cái hướng dẫn thường xuyên về cái công tác là chăm sóc lúa cũng như là phòng trừ sâu bệnh, thì Ủy ban dân xã đã thông tin kịp thời đến nhân dân trong cái việc là tăng cường là theo dõi đồng ruộng để sớm phát hiện sâu bệnh và đồng thời là chăm sóc cây lúa trong cái khung điều kiện thời tiết lạnh kéo dài như hiện nay để cây lúa có cái sức khỏe cũng như cái sức đề kháng tăng trưởng phát triển tốt. Đối với người dân nơi đây, họ quan niệm ngày ra đồng đầu năm phải là ngày tốt và người nông dân có thể chỉ làm nhát quốc đầu tiên xuống đồng để đánh thức đất đai, khai xuân đồng thổ, cầu mong cho mưa thuận gió hòa. Đây cũng là nghi thức ra quân sản xuất hàng năm, với kỳ vọng vụ mùa sẽ gặt hái bội thu, mang đến cuộc sống ấm no cho mọi nhà.